Ban biên tập xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Tình hình lũ lụt Trung Quốc đang rất nóng hiện nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, ít nhất 120 người chết và hàng triệu người bị ảnh hưởng khi mưa lũ khiến nhiều nơi ở tỉnh Hà Nam Trung Quốc chìm trong biển nước, làm tê liệt hệ thống giao thông, theo Tân Hoa Xã. Mưa lớn những ngày qua đã khiến sông lớn ở tỉnh Hà Nam Trung Quốc vỡ bờ và gây ngập lụt ở nhiều địa phương, đặc biệt là thành phố Trịnh Châu. Cơ quan khí tượng tỉnh Hà Nam cũng như ở thành phố Trịnh Châu đưa ra cảnh báo ở mức cao nhất. Dự báo mưa lớn sẽ còn kéo dài, trong khi đó ít nhất 31 hồ chứa cỡ lớn và trung bình ở tỉnh này đã vượt mức cảnh báo. Các hình ảnh đăng tải trên truyền thông và mạng xã hội cho thấy các đường phố ở Hà Nam chìm trong biển nước, ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu người. Nhiều tuyến đường cao tốc phải phong tỏa, trong khi nhiều chuyến bay bị hoãn hoặc bị hủy, nhiều người dân đã kêu gọi sự giúp đỡ trên mạng do vừa bị cô lập vừa bị chịu cảnh mất điện. Tại Trịnh Châu, lượng mưa đo được trong vòng 24 giờ qua là 457,5mm, cao nhất kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu. Lượng mưa tại thành phố hơn 10 triệu dân này. Mưa lớn kéo dài khiến sông Hoàng Hà ở Trịnh Châu vỡ bờ, nước tràn vào các đường phố, buộc chính quyền phải tạm dừng toàn bộ dịch vụ tàu điện ngầm. Một đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nước đục ngầu đến ngang lưng hành khách tại một ga tàu điện ngầm ở Trịnh Châu. Hàng nghìn nhân viên cứu hộ, trong đó có cả binh sĩ, lính cứu hỏa đã được điều động để triển khai cứu hộ thành phố. Hơn 10.000 người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn. Ở thành phố Nhữ Châu, thành phố cũng biến thành sông, cuốn theo ô tô và nhiều phương tiện khác. Lũ lụt thường xảy ra vào mùa mưa ở Trung Quốc, tuy nhiên hậu quả của nó ngày càng tồi tệ, một phần do đô thị hóa nhanh và biến đổi khí hậu. Trong mùa hè này, thời tiết cực đoan cũng xảy ra ở nhiều khu vực của Trung Quốc. Hàng trăm nghìn người ở tỉnh Tứ Xuyên đã phải sơ tán do lũ lụt và sạt lở đất hồi tháng 6. Thành phố Hòa Điền, khu tự trị Tân Cương ghi nhận lượng mưa phá vỡ kỷ lục, một cư dân mạng phải thốt lên lượng mưa trong tháng này bằng cả lượng mưa 2 năm cộng lại. Trong khi đó, giới chức Trung Quốc cảnh báo tình trạng thiếu hụt điện nghiêm trọng ở các tỉnh miền Đông, bao gồm các trung tâm sản xuất, do lượng điện tiêu thụ tăng vọt trong thời gian nắng nóng. Ông Tập Cận Bình kêu gọi dốc toàn lực đối phó mưa lũ nghìn năm có một. Lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các cơ quan ban ngành dốc toàn lực đối phó. Reuters dẫn lời giới chức địa phương tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cho biết ít nhất 2.500 người đã thiệt mạng, 700 người mất tích và hàng trăm nghìn người phải sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng. Trong số đó, 120 người thiệt mạng do nước lũ dâng ngập một số nhà ga ở thành phố Trịnh Châu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ nghiêm trọng nghìn năm có một này. Cơ quan khí tượng thủy văn tỉnh Hà Nam và thành phố Trịnh Châu đã nâng mức ứng phó khẩn cấp mức cao nhất. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay kêu gọi chính quyền địa phương cùng các cấp dốc toàn lực để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng, ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân. Một số hồ chứa đã bị vỡ, gây ra thương vong và thiệt hại nặng nề về tài sản. Tình hình lũ lụt đang rất nghiêm trọng. Truyền thông Trung Quốc dẫn lời ông Tập Cận Bình, mưa lớn kéo dài kể từ cuối tuần qua đã khiến mực nước các con sông ở tỉnh Hà Nam vượt mức báo động. Một số nơi đã có hiện tượng vỡ bờ, riêng Trịnh Châu chỉ trong 1 giờ đồng hồ. Lượng mưa ghi nhận được ở đây là hơn 200mm, trong khi lượng mưa ghi nhận là hơn 617mm, gần mức trung bình hàng năm là 640mm. Hơn 30 hồ chứa ở Trịnh Châu đều vượt mức cảnh báo. Quân đội và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã điều động hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ, trong đó có binh sĩ và lính cứu hỏa, đến Hà Nam làm công tác cứu hộ. Các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều tuyến đường ở Hà Nam, đặc biệt thành phố Trịnh Châu chìm trong biển nước, giao thông tê liệt. Trên đường phố, hàng loạt ô tô và xe máy bị nước cuốn trôi. Một ga tàu điện ngầm ở Trịnh Châu cũng bị ngập trong nước. Hình ảnh được chia sẻ trên Tiger và Weibo cho thấy nước ngập ngang thân của hành khách trong toa tàu. Sự việc ít nhất khiến 12 người thiệt mạng, 5 người bị thương, khoảng 500 người được sơ tán an toàn, một nhân chứng kể lại. Nước liên tục dâng lên, bắt đầu chỉ ngang đầu gối rồi lên tới hông. Tôi bắt đầu hoảng sợ khi nước dâng lên đến ngực, cô cho biết thêm. Tôi nghe thấy một người phụ nữ gọi điện cho người thân để lưu lại các thông tin tài khoản ngân hàng để phòng trường hợp xấu nhất. Tôi gọi điện cho mẹ và nói rằng không biết tôi có may mắn sống sót hay không. Đây là giây phút cận kề cái chết nhất mà tôi từng chứng kiến từ trước đến nay. Tôi sẽ có nhiều điều hối tiếc nếu không qua khỏi, cô gái nói. Nước lũ ồ ạt đến cổ hành khách trên tàu điện ngầm Trung Quốc. Trận mưa lớn nghìn năm có một tại Hà Nam, Trung Quốc gây ra những cảnh tượng mô tả là ám ảnh đáng sợ. Trong đó, cảnh nước lũ dâng tới cổ hành khách
đi tàu điện ngầm, một bàn tay chống vào cửa sổ, một toa tàu điện ngầm khi dòng nước lũ màu nâu sẫm ồ ạt dâng lên ở đường hầm là một trong nhiều cảnh tượng đáng sợ xảy ra dưới lòng đất ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc. Ít nhất 18 người thiệt mạng, 200.000 người ở Hà Nam phải di tản khi trận lũ nghiêm trọng ập xuống ngày hôm qua. Theo Reuters, Hà Nam những ngày vừa qua đã chứng kiến trận mưa dữ dội nhất trong 1.000 năm qua. Mạng xã hội Weibo và các trang tin tức địa phương đã chia sẻ những đoạn video khi ghi lại cảnh tượng đáng sợ khi các hành khách tàu điện ngầm hốt hoảng bám vào những nơi có thể bám trong lúc nước lũ dâng tới ngực, thậm chí có người tới cổ. Trong đoạn video, nước lũ đầy bùn đất chảy mạnh với tốc độ nhanh khiến nhiều người hoảng sợ. Các bậc phụ huynh nhanh chóng bế con lên khi hệ thống đèn bị hỏng và không gian trở nên tối tăm. Nước tràn vào từ các khe hở trên cửa ngày càng nhiều và tất cả chúng tôi sau đó đứng hết lên ghế. Một phụ nữ kể về trải nghiệm đáng sợ trên Weibo. Trong nửa giờ đồng hồ sau khi mực nước dâng lên ngày càng cao trong đoàn tàu, bắt đầu từ mắt cá chân lên tới đầu gối rồi cổ chúng tôi, điện tắt phụt nửa giờ sau, thở thôi cũng khó khăn. Một nữ nhân chứng khác kể lại, sau đó đội cứu hộ xuất hiện và phá tàu để kéo hành khách ra bên ngoài. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đổ xuống Trịnh Châu và các thành phố lân cận của Hà Nam được xem là nguyên nhân gây ra cảnh tượng trên. Mạng xã hội tràn ngập các dòng cập nhật từ những người đầy sợ hãi vì có người thân là người sống ở Trịnh Châu, họ không thể liên hệ với người nhà và đường dây thông tin bị gián đoạn. Tầng 2 liệu có an toàn không? Cha mẹ tôi sống ở đó nhưng tôi không gọi được cho họ. Mọi người lo lắng viết. Mưa lớn làm nhiều khu vực mất điện, trong đó có bệnh viện 10.000 bệnh nhân. Các nhân viên y tế phải dùng tay bơm oxy vào cho người bệnh ở phòng chăm sóc tích cực khi máy thở không thể hoạt động. Đường xá tại hàng chục thành phố ngập trong biển nước. Sáng sớm ngày hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình cho biết tình hình lũ lụt ở Hà Nam rất nghiêm trọng và yêu cầu chính quyền ưu tiên sự an nguy, tính mạng và tài sản của người dân, theo Tân Hoa Xã. Nhiều sông lớn vỡ bờ, hàng chục thành phố Trung Quốc ngập trong biển nước. Mưa lớn chút xuống nhiều tỉnh miền Trung Hà Nam của Trung Quốc làm vỡ bờ nhiều con sông khiến 12 thành phố ngập trong nước. Theo Reuters, đường phố 12 thành phố ở miền Trung Trung Quốc ngày hôm nay đã ngập trong nước, trong khi nhiều hành khách tàu điện ngầm phải lội nước ngập đến hông tại các nhà ga. Chưa có thương vong được ghi nhận, nhưng cuộc sống thường ngày của tỉnh 94 triệu dân đã bị đảo lộn trong nghiêm trọng vì giao thông bị gián đoạn. Tại Trịnh Châu, thủ phủ của Hà Nam bên bờ sông Hoàng Hà, lượng mưa hơn 200mm đã đổ xuống trong vòng 1 giờ đồng hồ, buộc thành phố phải dừng tất cả các chuyến tàu điện ngầm. Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy người dân lội trong nước lũ đầy bùn tới hông trong một toa tàu điện ngầm, trong khi các ga tàu điện ngầm khác trở thành các hồ nước lớn. Các tuyến giao thông đường sắt, hàng không bị đình chỉ hoặc hủy chuyến. Tại Như Châu, thành phố phía tây nam Trịnh Châu, đường phố biến thành dòng nước xoáy, cuốn trôi xe hơi và phương tiện. Ngoài ra, sông Y đang dâng mực nước đe dọa sẽ gây ảnh hưởng tới hang đá Long Môn, di sản thế giới UNESCO với những bức tượng Phật khổng lồ tuổi đời tới hàng thiên niên kỷ, được khắc trên vách núi đá vôi gần thành phố Lạc Dương. Giống Long Môn, chùa Thiếu Lâm ở thành phố Đăng Phong, ngôi chùa nổi tiếng với môn võ thuật đã phải tạm dừng đóng cửa. Tại Đăng Phong, một nhà máy hợp kim đã phát nổ. Hôm nay, khi nước từ một con sông tràn bờ, ít nhất 31 hồ chứa lớn và nhỏ ở tỉnh Hà Nam đã vượt mức cảnh báo. Khoảng 3.535 trạm thời tiết ở Hà Nam ghi nhận lũ lụt hoành hành tại nhiều tỉnh Trung Quốc, theo Tân Hoa Xã và Thông tấn xã Việt Nam. Hơn 400 người chết và mất tích sau khi mưa lớn, lũ lụt và lở đất tại miền Nam Trung Quốc. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết lũ lụt đã ảnh hưởng tới 2,63 triệu người tại một khu vực cấp tỉnh. Mưa lớn buộc 228.000 người phải di rời, hơn 1.300 ngôi nhà bị phá hủy và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 4 tỷ nhân dân tệ. Tại khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây có 6 người chết và 1 người mất tích sau nhiều ngày mưa lớn. Tính đến tối nay, ước tính gần 1,3 triệu người ở tỉnh này bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trong đó có 195.800 người đã được sơ tán tới nơi an toàn. Tại tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, ít nhất 400 người đã chết trong thảm họa mưa lớn, ước tính khoảng 321.000 người. Tại 21 huyện thị của tỉnh bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài, trong khi 11.000 người đã được sơ tán và nhận hỗ trợ. Tại tỉnh Quảng Đông, hơn 200.000 người đã được sơ tán sau trận mưa lớn. Hàng trăm chiếc lều, quần áo, nước sạch và thực phẩm đã được chuyển tới các thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất, gồm Triệu Khánh và Thanh Viễn. Tại tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, mưa lũ làm hư hại 10.700 hecta hoa màu và 2.800 ngôi nhà. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo mưa dông còn kéo dài tại một số khu vực ở nước này. Và tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Những bản tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.